Ê mọi người ơi, nó nổ đơn 72.000 cũng về Thủ Đức luôn nè mọi người ơi. 72.000, 72.000. Sao vậy? Hả? Hàng lớn lắm hả? Lớn lắm hả? Không có lớn nhưng mà nó dài. Dài cỡ nào lận? À, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 4, còn mấy ngày nữa tới lễ rồi, thì tranh thủ mấy ngày này bào kiếm xíu thu nhập ha. Thì hôm nay thức sớm, chạy sớm, mình có cái đơn hàng mối chạy xong rồi mình chạy luôn. Thì hôm nay mình thử mình chạy được kiếm 800.000, cái khó không ha. Thì cái giai đoạn này mà chạy kiếm 800.000 nó có thể nói là một điều cực kỳ xa xỉ luôn đó đối với anh em tài xế. Tất nhiên là có một số ông chạy được đó, nhưng mà cái tỷ lệ thấp lắm, ví dụ 1.000 người chắc được khoảng vài chục người chạy được thôi à. Thì trước giờ mình chạy thì vẫn 800.000 vẫn có, nhưng mà ít. Nhưng mà hôm nay mình chạy thử ha, thì bao nhiêu thời gian sẽ được 800.000 và có được cái móc đó hay không ha. Không được không về, chạy tới Kháng luôn. Từ vì Kháng mình có một cái đơn hàng đi giao hoa mối được 80k rồi, thì không xuống Thủ Đức mình chạy luôn. Thế thì giờ ăn Kháng cho mình đi ha mọi người ha. Đúng là vì mình mà nhảy vô dầu sôi lửa bỏng thì chỉ có mì gói rồi đúng không mọi người. Còn mọi người ăn Kháng nha. Đây là anh cả nè. Thì mình chỉ làm thử có được hay không, nếu mà nó có lỡ có được thì vui nha, còn không được thì thôi. Chứ anh em, số anh em khác đừng có chăm biếm hay như thế nào ha. Giai đoạn này chạy chua lắm, cho nên là nếu mà chạy được thì càng tốt. Nhưng mà 800.000 thì nếu mà mình chạy thì chúng có thể được đó. Nhưng mà chạy Bình Dương thì thua. Bình Dương thì kiếm 400.000 là vui rồi. Rồi ha, ok mọi người ha. Let's go. Hiện tại là đang trên đường Phạm Văn Đồng. Xe lưu thường buổi sáng thì rất chi là đông. Đường Phạm Văn Đồng này xe đã đông được cái là thoáng, đường rộng nên là chạy cũng đỡ kẹt. Để coi hôm nay có đạt được cái thử thách 800k không ha. Có vẻ là rất là chi là chua đó, nhưng mà để xem thử nó được đến đâu ha. Dạ 800 chặn rồi. 800 chặn đó chú. Ship 80.000. Dạ rồi. Dạ dạ rồi. Ok, đơn hàng mọi người, đơn hàng giao hoa mình giao xong nha mọi người. Giờ mình bật app lên ha. Giờ về rồi bật app lên. Rồi ha, thì sau khi mở app được 2 phút thì mình có phút đầu tiên 29.000 ha. Thì Bình Thạnh gấp bay ha, xe trả qua thẻ. À dạ. Rồi. Cái gì khách đầu tiên ngồi cũng vững lắm mà xe vẫn lắc kinh khủng vì trời. Rồi ok dạ xe đơn chạy 4k. Xong đơn thứ hai, tại mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, buổi sáng ở phố đi bộ chuẩn bị cho lễ 30/4 hay sao, thấy gáp sân khấu thì hoành tráng thế. Xích lô Sài Gòn chở khách du lịch khách Tây tham quan. Xích lô đây sớm gặp đơn hàng gì 30kg gì trời. Hai túi hả? Qua thì đau lưng thôi. Cái này để dưới đi, để dưới đi, để dưới đi. Để dưới đi. Hôm nay có vẻ ăn hàng khá nặng ha. Cái xe đầu tiên mà chở chị kia là cái 90kg là thấy phê rồi đó. Đủ rồi vui. Giờ chở thêm này có mấy chục ký nữa. Hàng lớn lớn không ha. Đúng rồi chị. Giờ bây giờ mình có cái đơn hàng thứ 5 ha, 67.000 đi về Vĩnh Lộc A Bình Chánh mà thấy ghi là 30kg, không biết đơn hàng sao. Đây Bình Chánh, Vĩnh Lộc A. Đây Vĩnh Lộc luôn hả? Vĩnh Lộc luôn hả?
Cái hàng này hai cục hàng mình với anh tài xế phía trước là anh em đi chung chỗ ha. Khách đặt hai cục. Cái hàng này mà khách đặt một cục và kêu một người chở, mà anh nào mà tham tha mà chở luôn là dễ lụm lắm. Đường Sài Gòn mà chở hai cục này là chạy nguyên ngày là không đủ tiền chung luôn á. Ok, giờ mình đi đây, 17 cây. Ok mọi người, thì mình với anh đồng nghiệp mới vừa trả đơn thứ 5 xong, đơn mình đơn 5 xong ha. Đơn này chạy hơi lòng vòng xíu do bị sai định vị, sai địa chỉ. Phải nhờ người nhận gửi vị trí qua Zalo mới tìm đến được, chứ không là thua luôn. Để chờ đợt thứ 7 thôi. Và chờ đợt thứ 6 chứ. Đây đợt thứ 5 nè. Ngồi tám chuyện với anh đồng nghiệp xíu. Giờ đang ở Vĩnh Bà Điểm Hóc Môn mà khoảng chưa được hơn 5 phút xíu thì mình có đơn 33.000. Có ganh xe tải lúc nãy kia đậu trong kia né anh giao thông nè. Giờ thấy giao thông chạy tới lụm lúa. Biết ngay, mình biết mấy anh nó đậu trong đó là né giao thông mà. Rồi sau khi trả đơn khoảng 10 phút thì mình có đơn tiếp theo 21.000 ha. 21.000 này bên này giao hàng trả qua thẻ, giao hàng công ty. Sáng giờ chạy trả qua thẻ khá nhiều. Sài Gòn đa số trả qua thẻ. Thanh toán rồi em. Cái tay phone mới mua cho nó hư rồi sao, nó không có nghe gì. Nghe nó không nghe tiếng rồi. Chán ghê chứ. Cảm ơn anh. Xong lên thứ 7 rồi. Bây giờ mình đang ở khu Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, mà nói chung là khá là xa trung tâm nữa. Ở đây là đồng ruộng không à. Khả năng đơn là khó nha. Thì chắc là mình đi kiếm cơm mình ăn luôn quá. Xong cái mệt xíu thì cứ để app đó là nổ thì chạy, còn không thì tí nó di chuyển ra ngoài lại. Mình cũng chơi dài nó hôm qua mua cái telephone mà cái cũ mới mua này mà đứt nữa. Mua cái mới rẻ hơn chút xíu xài không có được, ức cái mình. Cho một đĩa cơm sườn. Nãy mới vô kêu cơm ăn xong thì nó nổ đơn gáp bay economy á mọi người. Là cái này là gáp giá rẻ mà khủng khiếp thiệt. Đơn này 20.000 trả tiền mặt mà đi gót rách 3 km. Mình nghĩ là này là chắc không có ai đăng ký á. Tại lúc trước mình cũng đăng ký xong rồi mình không biết hủy sao nên mình để đại, nên lâu lâu có ăn cuốc. Chứ không có vụ mà đi đón khách 3 km đâu ha. Với lại cái này được cú này đi ra lại quốc lộ nên mình thôi mình cũng nhận mình chạy. Mình nhắn cho khách thì chờ xíu. Chứ gáp không bao giờ mà đi rước khách 3 km đâu, hiếm lắm. Thì khi nào mà nhu cầu cao thôi. Ai đâu mà đi rước xa vậy. Mà nói mọi người chứ thời tiết trời nắng này đúng là ăn cơm là ăn không vô. Mình nghĩ sao phải riêng mình đâu, nhiều người luôn. Thời tiết nắng nóng này nó là khó cho việc ăn uống luôn. Chỉ có hấp canh cho nó khỏe người thì ăn không nổi. Ăn để sống đi. Người nhà đặt xe cho con phải không? Dạ. Người nhà đặt xe cho con phải không? Dạ. Tao nói vô. Mẹ đặt hả? Muốn nói mẹ đặt thường á, chứ đặt cái này tài xế không có ở gần đâu nên rón lâu lắm. Chú 3 cây số chú chạy ra đây đó. Rớt cho con 1.000 luôn á. Thấy chú để chú cái nó không đứa. Chú ga lăng không? Chú ga. Ơi. Bây giờ mình sẽ hít một hơi thật sâu vô. Ôi nổ tiếp rồi. Mình hít một hơi thật sâu vô rồi thở nhẹ nhẹ ra mà. Giờ bớt cái ức chế chạy 9 km. 21.000 mà thôi. Cái gì qua rồi thôi. Giờ đi đơn 21.000. Này đi vô lại rồi, đỡ rồi. Rách không vậy chị? Em thấy bọc cái ghê chưa? Bê tới Mỹ cũng chưa rách nữa. Ghê chưa? 35.000 luôn khỏi thôi. Rồi, cảm ơn chị. Đi tới Mỹ luôn, không rách bọc kiến pháp. Bị thò. Ok, mới trả đơn thứ 9 xong rồi mọi người. Giờ 12:30. Đang ở đường Tây Thạnh, Tân Phú. Sư Văn Hạnh đúng không chị? Có tiền không? Phải, 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 phải,
có ký nè, nhưng mà chị ký cũng được, em ký cũng được. Tại vì nó ký ở trên màn hình này, nó vẽ, ai vẽ cũng được đó mà. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn. Vua cua hả? Chỗ đó là vua cua hả? Rồi rồi. Quán vua cua nhưng mà chú tới chú gọi như có thằng ship của con nó đi ship hàng nhưng mà nó bị rớt lại ba hộp á. À. Dạ rồi, dạ rồi. Chơi bộ mình già lắm, sao mà chị để kêu bằng chú vô mà xưng bằng con cái gì trời. Mặt trên app mình già lắm hả ta? Đúng, đúng. Đúng. Thời tiết hôm nay nó nắng kinh luôn á mọi người. Nắng mà kiểu độ ẩm cao á, nó hầm hầm. Chạy là ướt mồ hôi háng luôn. Chị Dung phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Chị Trang đúng không chị? Ồ, 350m hả? Lụm. Ok, rồi. Quá nhanh rồi. 350m là gáp thấy ghê không? Đặt thì chở thôi. Ngay gì vết bẩn. Tiếp tục có đơn, tiếp tục có đơn, tiếp tục có đơn giao hàng. 24.000 cho thẻ nha. Chị chân gửi chiếc bi cho Ngọc Anh. Dạ. Hôm nay gáp nó biết mình quay clip hay sao á mọi người ơi. Phát đơn liên tục luôn á. Câu view, câu like nữa. Cái đơn hàng số 15 này của mình giao vô ngay sân bay luôn nha mọi người. Cái cổng mà tài xế hay đón trả khách luôn á. Vô đó mình tranh thủ trả đơn sớm thì nó có nổ đơn luôn không. Khả năng có khá cao. Tí tí. Tí tí. Anh cái cảng vụ hàng không là đâu anh? Có xe mới ra đó. Trời ơi, mưa tới rồi, nó có đơn, có khách rồi mà kêu chạy vô tới mày đưa đồ. Cảng vụ hàng không á anh? Vô đó, vô cái. Rồi, cảm ơn. Dạ. Xuống em bao con vốn đúng không? Đúng rồi, thanh toán rồi. Trời ơi, khách nó đang đợi em. Bao tiền, bao tiền, bao tiền. Thanh toán rồi, thanh toán rồi. Thanh toán rồi sao ông đưa tiền cho em ta? Thật. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Người anh 20 tệ. Run. Được, được. Mình để đứng dễ lái hơn, để ngang. Được, được, không sao. 45 độ được rồi. Nãy em chạy vô, em đứng ở đây nè. Ông kia, ông giao hàng, ông kia, em chạy vô tuốt ở trong. Phải hoành con ngoài lại. Chị đã thấy chạy vòng, đứng anh đứng ai đây rồi. Xong anh chạy vòng, vòng rồi đó. Đó, em phải đi qua tuốt vô đường bên trong, lên xe hơi trong. Phải đảo qua tuốt bên kia, hoành lại. Gặp cái đường ở trong đó, giờ đâu có đi vô trong đó làm nào đâu. Nên là không biết được, không biết được đi. Nãy anh coi bao nhiêu vậy anh? Hả? Máy em nó đơ, nó ướt, nó đơ rồi. 50 quá. Tụi nhớ luôn anh chị. Quên đem túi gì theo hết rồi, ướt máy quay luôn rồi. Đây, trời mưa bật áp nó cuốc luôn nha. Mưa bật áp lên chơi luôn. Ok mọi người, thì lúc nãy trời mưa nó phát cho mình một đơn 13.000 cho mình bỏ. Bỏ xong giờ nổ đơn lại 96.000 đi về Phước Lộc Nhà Bè. Mà đang thấy vui trong lòng một cái là chị này chỉ nói là gửi giấy tờ này xuống đó người ta ký xong cái mang về cho chị đó. Mà nếu mà đơn này có đơn về luôn là ok. Không vấn đề gì thì gửi ngược về thì quá ngon lành. Cành đào. Là coi chừng bữa nay đạt chỉ tiêu rồi nha. Giờ mình đi theo hàng đó mọi người ơi. Hai mấy cây. Ở dưới quận nhất nắng chang chang luôn. Hí hí. Trời ơi, gáp nó phát cho mình cái đơn đi xuống mọi người thấy không? Mình đồ xuống tuốt ở dưới đây luôn nè.
đồng không ông quạnh luôn á, bắn hoe nhà niềm vui không trọn vẹn rồi à, mọi người ơi, chị kia chỉ không có nhà chứ không ký được, nên là ngày mai ông nào xuống đây là sẽ nhận đơn về, ngày mai chị mới gửi, nên là bây giờ mình phải đi xe công ra thôi. Có khi nào lúc nãy mà mình bỏ cái đơn kia xong gáp nó đẩy cút mình xuống đây nó nhốt mình luôn không ta? Tí nữa mà không nổ đơn là hiểu rồi ha, mà nổ đơn nữa thì bình thường á, buồn thiệt chứ. Tính đâu là có đơn đi ngược lại giao là đúng đẹp rồi, cũng là 30 chưa phải là Tết, không nói trước được điều gì đúng không? Đúng. Ok không sao, mình còn cày thế thôi, không vấn đề gì cả. Giờ mình đảo ra coi khi nào có cút mọi người ha. Đây nó vắng cực kỳ luôn, mà ngày đỡ cho con đêm thôi thua. Ê mọi người ơi, nó nổ đơn 72.000 cũng về Thủ Đức luôn nè mọi người ơi. 72.000. Sao vậy? Hàng lớn lắm hả? Hả? Lớn lắm hả? Không có lớn nhưng mà nó dài. Dài cỡ nào lận? Dài tầm cỡ 1m1, 1m2 á. Nói chung là không chở được. Đây tôi không vô trong đây là kho đây. Nó nhẹ hả? Để em lại em coi thử coi. Nó không đặt hàng cỡ lớn hả ta? Không. À đơn này anh kia mới hủy. Là sao ta? Gấp tới nè. Nó lại cục này nữa đó hả? Nó hơi to gì ta? Giờ về Thủ Đức nữa mới ghê. Chị đó còn đó không? Có trên lầu á. Có hỏi chị này phụ thêm được không ta? Đơn này đi lạng quạng là lụm chết luôn đó nha. Dạ. Alo. Ôi. Kệ, đơn này phụ thêm xíu được không? Hơi bự á, đi lạng quạng lụm chết luôn á. Em liên hệ người đặt giùm chị cái, chị không có đặt cái này. Dạ rồi, ok chị. Ok mọi người, để em kể mọi người lại cho mọi người nghe cái đơn hàng này ha. Khoan để em quay cho mọi người xem cái đơn hàng nó to không cả nha. Rồi chạy tiếp. Đây đơn hàng này ha. Này em cũng đang sợ mang bắt nè, nhưng mà nãy cái anh Aha Mu lại mình có hỏi đơn này ổn không anh, ảnh là không sao đâu, cả này không sao đâu. Mà khổ nổi á, là ảnh là cũng nhận chung đơn với mình luôn. Tức là cái anh ráp đầu tiên đó là anh nhận đơn rồi mà tới cái xe ảnh chạy không được, bắt đầu anh hủy xong đơn nó nhảy qua mình đó, nó nhảy qua mình thì mình mới chạy vô, thì chị kia cũng nói là hàng lớn nó trả được không, thì mình mới gọi người nhận là bây giờ hàng lớn thì anh phụ em thêm xíu được không, thì anh kia nói anh phụ lên 50k đó là ok, đơn này 150 đó, thì mình chở mình cũng lo lắng lắm, nói chung là hàng lớn mình cũng ngại chở, mà mình thấy nó cũng bóp lại được cái gói thôi không sao hết. Đó, bắt đầu anh Aha anh mới chạy vô nữa, kiểu như là khi mà nó quỷ đơn rồi á, cái người gửi người ta tưởng đâu là bị tài xế quỷ đơn, người ta đặt bên Aha, tại vì Aha ta chuyên chở hàng lớn. Đó, có ba ga. Cho nên là mấy cái này không vấn đề gì hết. Ráp thì mấy hàng này thì đôi khi là phải hàng cỡ lớn, một số người không chịu chở nữa. Rồi, sau đó mình mới vừa bấm là nhận đơn, xong mình bấm là chụp hình xong hết rồi, bấm ok là bắt đầu đi thôi. Cái anh Aha ảnh gọi điện cho người nhận, mình nói ủa anh đi đâu, vì Bình Chánh rồi chung đơn với mình luôn, thế là xong. Mình cũng nói tâm sự với ảnh thôi bây giờ chịu thôi chứ biết sao giờ, nói chung là đi xuống đây mà có đơn về cũng vui mọi người, nói chung đây là đi xuống nhà bè này mà có đơn về Bình Phước thì Bình Chánh Thủ Đức là ok là vui rồi á, nhưng mà giờ biết sao giờ mình cũng vui mà anh Aha anh có đơn cũng vui mà giờ anh bị hủy đơn rồi biết sao giờ, tại vì Grab nó tự động nhảy đơn qua bên mình, mà ví dụ như tài xế mà hủy này thì nó sẽ nhảy qua tài xế kia, người gửi không cần phải đặt lại đó, mà nếu mà mình chưa bấm nhận đơn á là mình cũng chuyển đơn này cho anh Aha anh chạy rồi, tại anh có barrier này kia rồi nữa đó, với lại bên Grab mình nó cũng dễ có đơn hơn, anh nói là anh phải chạy lên đường Phạm Hùng anh mới có đơn được. Nói chung là cái đơn này hơi éo le một xíu, mình cũng không nghĩ là nó nổ nữa, lúc nãy cũng có anh ráp kia đứng gần đó mà không nổ mà lại nổ mình cũng nghĩ là nó đẩy xuống đây là nó da mình chứ. Rồi ok, bây giờ mình đi giao hàng cái, hy vọng đơn này không có vấn đề gì, hy vọng là vậy. A Di Đà Phật. Ổn rồi đó mọi người, về tới gần đến chỗ giao hàng rồi, vô hẻm rồi, nãy giờ đi qua 4-5 chốt luôn á, mỗi lần tới chốt công an là
tới chỗ giao thông là mình núp bóng xe ô tô không à. May mắn là không có vấn đề gì. Và bây giờ thì giao hàng và lụm lúa thôi. Để mình đo thử cái nó dài bao nhiêu ha. Dài bao nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mét à. Từ lúa đuôi ngoài dư khoảng 30. Anh toán chưa? Giờ rồi anh chuyển khoản. Nghe hiểu à? Dạ rồi, dạ rồi. Đơn hàng số 20, khách đặt kêu mình vô vô cái địa chỉ mà trả khách. Đẩy xe lại thiệt chứ, đặt cát cái tàu lao ghê đó. Gọi khách tôi kêu hủy, không biết nó hủy không. Nó đặt sai rồi mà còn kêu mình đi vô chỗ kia đẩy xe mà giờ mình nói đặt sai thì hủy đặt lại đi, giờ không hủy luôn. Giờ mình hủy cái bắt mình đợi 5 phút nè, mình đợi nó giờ. Rồi, không trừ ảnh hưởng. Hủy xong, tàu lao. Nó lại nổ đơn tiếp nha mọi người, giao hàng nha. Đơn 20, 25 ngàn, giao vũ lần la cũ, trả thẻ. Hơi đuối rồi đó. Rồi. Giờ về khu vực Thủ Đức áp nó chuẩn rồi mọi người, bớt nổ rồi. Với lại anh em mà chạy anh em cũng hiểu, nếu mà anh em chạy áp anh em cũng biết là ví dụ như bàn chạy mà vượt cái chỉ tiêu đó, trung bình của đa số tài xế là nó bị kiểu như nó đứng áp đợi xíu. Với lại bình thường mình hay chạy là 600-700 là dữ lắm, mình về không biết đu 800 mấy nổi không, nếu mà cộng tiền này kia vô chắc được. Để xíu nữa mà không nổ mình đi về mình chốt đơn luôn ha. Mình tao đầu lắm đấy. Đang tính về mà nổ đơn 9k nữa. Hí hí. Ra nó kêu ngắt kết nối để nghỉ ngơi luôn kìa mọi người. Này mình thấy không? Ngắt kết nối để nghỉ ngơi luôn kìa. Chúa ơi. Thôi nó kêu mình nghỉ ngơi thì mình thả nền đèn về luôn, chốt đơn luôn. Rồi ha. Thì lúc sáng mà tính từ cái cuốc xe mà chở khách quen, chở đơn hàng quen đầu tiên đó là 7:10. Thì 7:10 tới bây giờ là 20:00, mình tính 13 tiếng đi ha. 13 tiếng gửi gì đó cũng được. Bây giờ mình sẽ mở app ra. Mình sẽ mở app ra ha. Thì app của mình là được 669.000 nha mọi người. 80 ngọc là 24.000 đi ha. Cứ khúc ngoài kia 80 là 770 với tiền tiếp này kia chắc cũng phải 670 á. Cho 840 mình tính đòn 800 đi ha. Rồi trừ chi phí nè. Xăng thì hôm qua mình đổ đầy bình rồi, nay mới đổ lại có bình thôi, giờ còn chạy ngày mai kiếm được. Nên là xăng mình đổ chỉ có 70.000. Uống ly cà phê 10.000 là 80. Có thuốc 10.000 là 90. Cái điện thoại 30.000 là 120. Ăn cơm 25k là 145, 150 đi ha. Thì còn đâu đó 650. Hôm nay thì toàn bộ là Sài Gòn hết. 21 cuốc xe này là toàn bộ Sài Gòn hết. Đó. Rồi. Thì video làm là chủ yếu là mang tính chất tham khảo thôi. Chả hiểu hôm sao hôm nay mình không biết mình quay video hay sao, phát cuốc đều ghê chứ. Chạy lắp bay mà giao hàng mà hai mấy cuốc xe là chạy phê lắm á mọi người. Chạy là kiểu không có thời gian nghỉ ngơi đó. Mình hầu như là kiểu cách 5 phút là nổ liên tục đó. Thì video làm được chiếu cho anh em xem tham khảo. Với lại hôm nay mình thử thách chạy được có 800 không. Thật ra là mình chạy nó bị quen áp anh em, ví dụ như mình chạy tầm ở mức đó mà mình về á là nó tầm tới mức đó là nó cũng hạn chế nổ nó. Giờ mình để áp về tới nhà chắc gì đã nổ đâu, để bình thường chắc gì đã nổ, nó kêu mình về nghỉ ngơi rồi à. Rồi ha, thì video mình kết thúc tại đây ha. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe nha. Rồi ok, bye bye mọi người ha, mình tạm về nhà đây. Bye bye. Đi chị. Dạ. Bên kia đường hả? Đúng rồi. Tới chưa? 26.000. Sao chị? Có không? Rồi ok, cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn. Không tin được. Đang điều hướng về tới chợ luôn, điều hướng về tới chợ luôn. Ba cây nó cũng nổ. Yeah.